công cha cao sánh núi non, nghĩa cha dưỡng dục mãi còn không phai. Hôm nay lại đến ngày mai, tình cha ấm áp theo hoài với con. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những vần thơ của nhà thơ Hoàng Thanh, cũng để nói lên rằng trong cuộc đời này, công ơn dưỡng dục của mẹ cha thật quá to lớn. Nếu ví là non thì non cao tựa núi Thái Sơn, nếu ví là nước thì tựa như nước trong nguồn chảy ra, bất tận và không có điểm dừng. Cha mẹ cũng là người duy nhất có thể hy sinh cho con cái vô điều kiện. Dù cho có phải lóc da, lóc thịt hay xẻ tận tâm can, chịu biết bao thống khổ trên thân hình, đó cũng chính là hình ảnh của ông Quảng Trọng Công, 67 tuổi, ngụ tại chợ Chánh Lưu, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Vợ chồng ông Công, bà Liên vẫn chưa quên được cái ngày tai họa giáng xuống người con trai. Khi anh Trọng chạy xe đi mua xăng để sửa chiếc xe tải chở hàng bị trục trặc, thì bất ngờ bình xăng phụt cháy, biến anh thành ngọn đuốc sống. Hai vợ chồng già nghe tin như chết lặng, lao vào viện nghe bác sĩ bảo cơ hội sống của con rất khó. Hai ông bà nhìn nhau rồi thầm khấn, mong phép màu đến với con trai. Chỉ cần có thể cứu con, có ra sao, ông bà cũng chấp nhận. Sau gần một tháng điều trị tại bệnh viện Chợ Giấy, tình trạng của anh Trọng càng ngày càng nặng. Phần da bị mất quá nhiều, cần phải có phần da người khác đắp lên làm vật che phủ. Lập tức, ông Công đề nghị bác sĩ lấy da mình để cứu con. Ông ngậm ngùi, nước mắt lăn dài chia sẻ. Lúc đó không có nghĩ gì nhiều, thấy con cháy hết da, phận làm cha thì mình cho con, cầu cho con được sống. Khi vào gây mê, bác sĩ làm gì mình đâu có biết. Tỉnh rồi thì thấy hơi rát rát chứ không đau nhiều. Nhưng đến 2-3 ngày sau thì nó đau dữ lắm, đi hết nổi. Ông Công nhớ lại lần đầu lóc da hai bắp chân. Những tưởng lần đầu lóc da đau đớn, ông Công sẽ suy nghĩ lại. Nhưng 2 tuần sau, ông tiếp tục chấp nhận lóc phần da hai đùi, tiếp tục cùng con chiến đấu với tử thần. Bác sĩ nói tôi phải lóc bao nhiêu lần da, tôi cũng chịu. Da mất đi rồi cũng lành lại, nhưng mạng sống của con chỉ có một mà thôi. Đồng hành với hai cha con ông Công ở bệnh viện là bà Nguyễn Thị Liên, vợ ông Công. Bà Liên xót xa nhớ lại, lúc nhập viện, bác sĩ nói có da mới cứu được con, mà cũng chưa hẳn chắc chắn. Tôi mới nói cha nó, ông ấy đồng ý ngay và nói mình vì con, hy sinh cho con, giá nào cũng phải cứu con dù phải chịu đau đớn. Công việc thường ngày của vợ chồng ông Công là thu gom rác. Những ngày ở bệnh viện, ông đành nhờ bạn và con gái phụ giúp, chấp nhận mất thu nhập để ưu tiên lo cho con trai. Bà Liên cũng nghẹn ngào chia sẻ, nhìn thấy cảnh chồng mình như vậy, có người vợ nào mà không xót xa. Nhưng vợ chồng tôi vẫn động viên nhau vì cứu con nên có khó khăn nào cũng phải vượt qua. Không có con trai, cuộc sống của hai vợ chồng tôi đâu còn ý nghĩa gì. Tiến sĩ bác sĩ Ngô Đức Hiệp, trưởng khoa phòng tạo hình Bệnh viện Chợ Giấy cho biết thời gian gần đây, khoa tiếp nhận nhiều trường hợp bỏng nặng được cứu sống nhờ sự hy sinh một phần thân thể của người nhà. Theo bác sĩ Hiệp, ngoài hồi sức, nâng đỡ tổng trạng, cắt lọc hoại tử cho bệnh nhân thì vấn đề nan giải nhất là che phủ vùng da bị mất do bỏng. Vật liệu để che phủ vết thương của bệnh nhân bằng chính da của bệnh nhân là rất ít. Có một số vật liệu sinh học có thể che phủ được thì chất lượng không như ý. Do vậy, thời gian gần đây, chúng tôi có động viên ủng hộ người thân bệnh nhân hiến da để che phủ tổn thương cho bệnh nhân bị bỏng nặng 80% đến 90%. Nếu không có da người thân, khả năng sống của họ rất thấp. Đã thực hiện nhiều ca lóc da cứu người thân, nhưng đối với bác sĩ Hiệp, có lẽ trường hợp cha con ông Công là đặc biệt hơn cả, vì người cha đã lớn tuổi nhưng vẫn 2 lần quyết tâm lóc da để cứu con. Theo bác sĩ Hiệp, anh Trọng bị bỏng xăng đến 87%, bỏng sâu 63%. Với tổn thương như vậy, không chỉ Việt Nam mà trên thế giới cũng rất khó để cứu chữa. Ở đây, chúng tôi đã có điều trị tích cực cho bệnh nhân ngay từ đầu, nhưng vùng da mất quá lớn, kiếm vật liệu che phủ không hề dễ. Phần da ghép của cha cho bệnh nhân ít nhất đã giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
Lần ghép thứ nhất, do bệnh nhân đã lớn tuổi nên chúng tôi rất nghi ngại khi lấy da. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đánh giá trong khả năng an toàn. Khi lấy da cho một bệnh nhân lớn tuổi, chúng tôi cũng đắn đo và hơi đau lòng nhưng không có cách nào khác. Và điều kỳ diệu đã đến sau tình cha vô bờ bến. Bác sĩ Ngô Đức Hiệp cho biết thêm, một tuần sau, da của anh Trọng vẫn thiếu. Khi gặp người cha, mặc dù ông đồng ý cho da lần hai, nhưng thấy ông vẫn còn đau, chúng tôi không nỡ và quyết định sử dụng vật liệu khác để che phủ tạm. Đợi đến tuần sau mới lấy, kết quả ghép da lần thứ hai cũng rất là tốt. Anh Trọng là trường hợp bị phỏng khá nặng, nên anh có thể hồi phục như hiện tại thực sự là một kỳ tích. Còn với anh Trọng, giờ đây mỗi lần nói chuyện hay thấy hình cha là anh lại khóc. Anh tâm sự rằng bản thân mình bị phỏng nên hiểu rất rõ cảm giác rát, nhức và đau đớn ra sao. Nên khi biết cha hai lần lóc da cứu mình thì thấy xót không chịu nổi. Anh chia sẻ thêm, tôi biết cha lúc nào cũng thương nhưng không nói ngoài miệng. Lần này lóc da đau đớn cũng không than tiếng nào. Giờ tôi nhớ cha, thương cha dữ lắm, không biết làm sao trả hết ơn cha dành cho mình. Cha là động lực để tôi cố gắng mau hồi phục, một phần để cha đỡ lo, một phần lấy lại sức khỏe để sau này có thể chăm lo cho cha mẹ khi về già. Nói đến đây, anh chợt rưng rưng. Có lẽ nghe được những lời này của con trai, hẳn ông Công cũng không giấu được niềm vui sướng cảm động. Dẫu biết cuộc sống còn khó khăn khi gia đình ông chỉ mưu sinh nhờ lao động chân tay, ông hàng ngày thu gom rác tại chợ Chánh Lưu, bà thì làm giúp việc. Giờ mất sức khỏe, hẳn là kinh tế ảnh hưởng. Nhưng với gia đình ông, còn cha mẹ, còn con là còn tất cả. Còn tấm lòng, còn sự hy sinh cho nhau thì vẫn còn là người may mắn giữa cuộc đời. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và đăng ký xem những video từ DKM Văn hóa. Khánh Linh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.